chào toàn thể các bác nhé. Tiếp tục trong buổi chiều tối ngày hôm nay, em lại giới thiệu với các bác một cái sản phẩm. Không phải cái này đâu nhé. Cái này là của chủ nhà, không bán đâu. Nhưng cái bán là cái này. Một bộ tủ mini, tủ cắt sơ mini, sử dụng nhựa ABS, nhựa rất là dai và cực kỳ bền chắc. Đấy, các bác nghe tiếng nhựa này, và nhựa này được nghĩ như sơn sần hay sao này. Ồ, nhựa mà sơn sần luôn, mà đùa đâu. Không phải dạng vừa đâu, mà đây thuộc dạng là hơi bị đặc biệt đấy nha các bác nhé. Tủ này là bên em nó bán với mức giá là 2.450.000, ship nữa thì 2.500.000, vào ship không ở miền Tổ quốc Nam Châu cho các bác. Tủ này thì có một cái khoang túi này rất là hay này, ốc ác này đấy, ốc rất là xịn. Đây em sẽ cho các bạn thử cho các bác xem một con ốc nhé. Ốc này em sẽ cho các bạn thử cho các bác xem này. Từ từ đây ốc này bạn vào nhé. Bác về nắp vào tủ để các bạn nhìn đấy, rất là ngon luôn, rất là đẹp luôn. Bây giờ dùng xong rồi thay đổi thiết bị thì các bác quản ra. Quang tặng có tặng theo các bác đầy đủ ốc này, các bác thử nhìn thấy ốc này rất là xịn đấy, có một chất gì đó nó đặc biệt mà cao cấp ở đây đấy. Tủ nó có khoang lưới này đấy, các bác sau này có dây rác thì nhét hết vào đây đấy. Và mặt kia của cái tủ thì lại có rất nhiều cái hốc để các bác gắn mic vào. Những đây này khoang được cắt sẵn, cắt bằng laser đấy, để các bác gắn mic vào hoặc là các thiết bị đi theo, ví dụ cục nguồn này, hai cục nguồn hai bên này, là nguồn các bác có thể gắn vào đấy. Một mic thì 1, 2, 3, 4, 5 tay mic hỗ trợ đấy, hoặc là các bác bỏ nguyên cái này ra để đựng được khá nhiều, để có dây chẳng theo này bóc ra được luôn đấy. Rất là hay, các bác gắn mic vào đây đấy, mang đi sự kiện mini đấy. Đây là cái khoang bên này nè, đựng dây. Tủ này thiết kế này, trên nó có hốc này, các bác đặt mấy cái tủ lên nhau đặt phát nó vừa khít luôn. Đấy, bên cạnh này có chân và tay sách. Nó giống kiểu vani nhưng không kéo được, vani nhưng không kéo được. Vani chỉ có B hoặc là một người B hoặc là hai người B, không kéo được các bác nhé. Đấy. Không có bánh xe thì làm sao kéo được. Này không có bánh xe các bác nhé. Tủ nhựa ABS rất là dày và cực kỳ bền chắc. Đấy. Rất là dài luôn đấy, có làm lỗ gen sẵn này, cả mặt trước mặt sau đều có gen nhé. Đấy, mặt trước mặt sau đều có gen này, các bác về nắp mặt nào cũng được, không cứ tìm một mặt, các bác gắn bất cứ mặt nào cũng được, hoặc là các bác đi sâu gì đấy thì có thể đặt đứng lên được. Dưới thì có chân, dưới thì có mấy cái chân này, các bác đặt đứng được này, này. Xong là đậy cái nắp kia vào thì nhìn từ xa nó không khác gì cái vani đấy, đặt nằm ra thì giống vani nằm, đặt đứng lên thì giống như vani đứng. Rồi, đây là cái mặt này. Đây là mặt, cái này là mặt. Đây là mặt sau thì em sẽ nắp vào cho các bác xem. Đây em sẽ nắp vào, cố định vào. Cố này quá này các bác phải nắp, rất là đơn giản luôn, không có gì khó khăn. Giá các bác đang nghe rõ chưa nhỉ? 2.450.000 bao ship không ở miền Tổ quốc Nam Châu. Đi đâu cũng thấy bóng dáng của những cái thiết bị nó khá là chuyên nghiệp như thế này cả. Nắp một tay nó khó quá làm sao. Vặn vào này. Đấy. Và bên cạnh này nó có một cái thiết kế rất hay này. Các bác mà đi làm sâu sự kiện gì đó thì các bác có thể chốt khóa vào này, xong là lồng thêm cái khóa bị bên con vào. Bốn khóa bốn góc có mà trộm đằng trời. Bê cả tủ không thì thôi. Đấy, kiểu không thể mở ra bên trong xem như nào được. Đây là mặt trước. Đây là mặt trước, là mặt con của thiết kế rất lịch sự, sang trọng và chuyên nghiệp. Giờ sẽ đậy khóa vào. Nằm một mình không quá làm sao. Nằm vào rồi. Đây. Thì khi các bác nắp vào thì em khuyên dùng này. Các bác nắp thiết bị vào nha. Các bác là cứ đặt ngửa này xong thả thiết bị xuống, sau đó nắp vào. Cuối cùng là các bác đậy cho em cái nắp này vào. Rất là hay luôn. Rất là chuyên nghiệp và cực kỳ nhẹ nhàng. Đấy, không phải khổ như vừa nãy. Vừa nãy là ông nào không biết làm mới khổ thế thôi. Còn bây giờ biết làm rồi nó nhẹ hơn. Rất là nhiều đấy. Đây các bác nhé. Đấy, nhẹ hơn rất nhiều. Đậy vào xong nào. Rồi đây. Rất là nhẹ nhàng. Đây bây giờ đặt xuống này. Rồi. Đây là toàn thể cái tủ, cái tủ cho các bác xem này. Đấy, thiết kế rất sang trọng thực sự. Đây là ví dụ mà em bê cái này đi chơi, lại xách cái vani này đi thì không khác gì một cái vani hạt nhân.
bên trong giữa chứa rất là nhiều những thiết bị liên quan đến chủ đề âm thanh ánh sáng. Rồi các bác xem tham khảo nhé, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé, giá em báo là 2.450.000. Xin chào toàn thể các bác nha, hôm nay em có mặt tại showroom Việt KTV số 408 Trần Khắc Chân, Hai Bà Trưng và Hà Nội. Hôm nay em sẽ unbox và cũng như là giới thiệu với toàn thể các bác một cái dòng phụ kiện âm thanh cao cấp cho anh em sử dụng sự kiện hoặc là mini show. Đó, đây là bộ phụ kiện, đó là tủ đựng thiết bị, ví dụ như là mic không dây, nâng tiếng, nén tiếng cho anh em chạy show. Đấy, tủ làm bằng nhựa APS, loại nhựa chất lượng cao, có chịu được va đập rất là tốt. Đặc biệt là cái loại tủ này là cạnh nhôm, nhìn trông nó rất là sắc sảo, tinh tế, đẹp mắt. Thì hôm nay em được unbox một cái sản phẩm khá cao cấp này. Đấy, giới thiệu hoàn toàn thể các bác cũng như anh chị em. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Đây cái mặt trước của cái tủ này này, đây thiết kế đường góc cạnh nó chạy rãnh rất là đẹp. Đây là toàn cái mặt sau của nó có ốc tặng theo này, có ốc vít tặng theo, ốc rất là đẹp xịn. Đấy, và chiều sâu của tủ này nó khoảng tầm 20-23 cm đấy, còn nếu mà tính cả hộp đằng sau thì nó khoảng tầm 24. Từ trước tức là ví dụ có băng nắp tủ, nắp mic không dây hay gì đó vào đây thì nó từ trước đến sau nó khoảng 20-24 cm, tối đa 24 cm. Khi các bác dùng thì sẽ tháo mặt trước mặt sau này ra, xong là mang đi sự kiện mini show gì đó. Đấy, rất là hay và tiện lợi như này. Dưới chân thì có, dưới thì có chân rãnh này, trên thì có ốc rãnh này thì đỡ luôn. Tức là các bác về mà đặt nhiều cục như nhau thì nó sẽ vừa khít luôn, không chạy xê dịch điêu được, kể cả đặt ngược, quay ngược nhau cũng được, ok hết. Thiết kế ra sang trọng lịch sự này. Rồi, hiện tại chiếc tủ này em đang bán với mức giá là 1.950.000 bao ship khắp mọi miền tủ quốc Nam Châu. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Đấy, tủ làm bằng nhựa APS chất lượng cao. Đây là có một cái khoang túi để các bác có thể đựng dây sắt, túi này có thể kéo cao lên được, em sẽ kéo lên cho các bác xem nhé. Đấy, túi này có thể kéo cao lên được này. Để làm nhau đau đớn, để làm mất nhau. Ngày thế gian anh và em chúng ta đều cô chấp. Ngày thế gian anh và em chúng ta bị tính hơn. Ngày thế gian anh kìm nén mỗi khi bị cài bao. Để hai ta sẽ nhau bước qua đời nhau. Xin chào tất cả mọi người nhé.